Xin chào tất cả các bậc phụ huynh, chào tất cả các bạn có mọi giáo nhỡ. Cô tên là Lê Thị Thanh Hằng, giáo viên lớp nhỡ 7, trường mầm non Hướng Dương. Một tuần mới nữa lại đến rồi đấy. Và chúng ta đang ở trong tháng 11. Trong tháng 11 có một ngày rất đặc biệt. Các con có biết đó là ngày gì không? À, đó là ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam đấy các con. Vậy các con đã hiểu hết ý nghĩa về ngày 20 tháng 11 chưa nào? Hôm nay, cô xin mời tất cả quý vị phụ huynh cùng với tất cả các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngày 20 tháng 11 nhé. Trước tiên, mời quý phụ huynh và các con cùng lắng nghe bài hát Bông Hồng Tặng Cô do Trần Quang Hy sáng tác. Vừa rồi, phụ huynh và các con đã được nghe một bài hát rất hay và ý nghĩa. Vậy, ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam có ý nghĩa như thế nào? Xin mời quý phụ huynh và các con cùng nhau tìm hiểu nhé! Các con có biết ngày 20 tháng 11 là ngày gì không? Ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam đấy. Vậy, có bạn nhỏ nào biết ý nghĩa của ngày 20 tháng 11 là gì không nhỉ? Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 hay Ngày Hiến trương Nhà giáo Việt Nam là một ngày kỷ niệm nhằm tôn vinh những người giáo viên. Trong ngày này, các bạn học sinh sẽ gửi tới các thầy, các cô của mình những lời chúc tốt đẹp và những món quà ý nghĩa để thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn với những người đã chăm sóc, dạy dỗ mình. Các con thử đoán xem vào dịp này sẽ có những sự kiện hay hoạt động nào được tổ chức? Vào ngày 20 tháng 11, ở trường sẽ tổ chức meeting kỷ niệm, biểu diễn văn nghệ, một số cuộc thi mà các con có thể tham gia như làm bưu thiếp tặng cô, vẽ tranh theo chủ đề 20 tháng 11. Các con có biết không? Không chỉ riêng các cô mà còn có cả bố mẹ của các bạn nhỏ khác đang làm nghề giáo viên đều cảm thấy bồi hồi xúc động trong ngày 20 tháng 11 vì sẽ nhận được những tình cảm, những lời chúc đầy yêu thương từ những cô cậu học trò của mình. Vậy các con đã nghĩ ra những lời chúc tốt đẹp hay món quà đặc biệt nào dành tặng cho cô giáo ở lớp và những người thân làm nghề giáo viên chưa nhỉ? Cô sẽ đưa ra một số gợi ý cho chúng mình nhé. Món quà thật ý nghĩa khi chúng mình tự tay làm những tấm bưu thiếp thật xinh xắn, vẽ những bức tranh thật ngộ nghĩnh, hay thể hiện những bài hát và bài thơ về cô giáo. Nếu bạn nhỏ nào có ông bà hay bố mẹ cũng làm nghề giáo viên thì các con có thể giúp đỡ bố mẹ bày một bàn tiệc nhỏ để cả nhà cùng quây quần, liên hoan, trò chuyện và chúc mừng ngày này nhé. Qua phần gợi ý vừa rồi, cô nghĩ rằng bạn nào cũng có những ý tưởng riêng về món quà dành tặng cho cô giáo rồi đúng không nào? Qua bài học ngày hôm nay, cô hy vọng rằng các con sẽ hiểu được ý nghĩa của ngày 20 tháng 11, ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh tất cả các thầy giáo, cô giáo trên khắp mọi miền đất nước.
Cô mong rằng các con sẽ biết ơn, yêu quý và kính trọng cô giáo của mình. Trong tình hình dịch bệnh các con chưa thể đến trường được, cô mong rằng các con sẽ chăm ngoan học tập và vâng lời giúp đỡ ba mẹ. Đó chính là những món quà rất hay và rất ý nghĩa dành tặng cho các cô của mình đấy. Cô mong rằng sẽ sớm gặp lại các con. Xin chào và hẹn gặp lại các con.